Lời chào anh chị em. Chào anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhân Trương Vlog của em nha. Trong cái buổi sáng hôm nay em lại tiếp tục chia sẻ với anh chị em một cái ao tôm của ông Dượng cũng ở gần quê em, anh chị em cũng ở gần nhà nha. Thì để xem cái ao tôm này, em thấy với cái diện tích này thì em đi đến đây thì cũng nó cũng không có hẹn trước anh chị em, thành ra cũng không có nắm bắt được cái thông tin gì. Thấy anh em cũng đang chuẩn bị dỡ quạt kéo lưới đây, em cũng xin ông Dượng chủ ao ông cho vô em quay em chia sẻ lại cho anh chị em xem nha. Cái ao này thì theo em hỏi thăm thì nó nằm cỡ khoảng 1.500 mặt nước anh chị em nha, 1.500 mét vuông mặt nước á. Giờ anh em cũng đang tháo quạt chuẩn bị cũng kéo à. Chuẩn bị rút nhíp rồi anh chị em ơi, vô rồi anh chị em ơi. Cận cảnh nó mới sướng. Anh lên làm đi. Giờ tôi vô mình lựng nó đi ai ăn tạm ta không ta. Đừng nói bậy mấy ông nội ơi. Đó, tao quay. Cho nhìn nó bún sướng thật ha. Ừ, ngon lắm. Đẹp. Cái cây bài á, tao quay. Điều khiển á hả? Kia. Nhảy ngay sùm sùm sướng à. Quá anh chị em ơi. Em nghe muốn che cái mặt lại nha. Che cái mặt lại chứ nó búng vô cái mặt quá. Nó làm rô dưới giò trơn lắm mày. Phút này hai người kéo đi hết xiết luôn anh chị em ơi. Ôi nó làm rần rần dưới giò đã đi chứ. Đi. Anh
Tình hình là như bão rồi anh chị em ơi. Quá. Wow. Ôi nó sướng. Ôi. Tắt rồi. Đó, còn nửa tâm không à. Hai thằng hai ông kéo còn ông cả 80 kg mà kéo đi không nổi mà. Rồi đủ anh này lấy đồ bắt cũng nhỏ nè. Còn mày xuống dưới. Bên đây là chuẩn bị ra tay lưới mới anh chị em ơi. Má bên này nó bún dữ luôn mấy anh kia. Quá trời anh chị em ơi, nãy nó bún ướt nhèm cái điện thoại em luôn, giờ em đâu dám sáp vô nhiều đâu. Nãy bún ướt nhèm cái điện thoại nó lem hình luôn. Ôi ôi. Cái khúc này khúc bo cua nè anh em, đi tay lưới nó đứng lại. Chuẩn bị mình lên lưới, cái lưới thứ hai anh chị ơi. Nói chung là mình đi không có giáp cái ao nổi anh chị em. Chờ cái vàng quạt lại. Mình đi chuyến khúc ao rồi mình đáo tử vô thôi. Nãy nó bún ướt nhèm điện thoại luôn học. Ướt luôn. Bữa nay tắm tôm bố ơi. Cái lưới này là lưới hai anh chị em ơi. Cái lưới này là theo như kinh nghiệm của anh em kéo lưới là cái lưới này nó giữ dằn tôm lắm anh chị em ơi.
Lại đây nó. Trời ơi, nó no lên gần tới tên họng tên này luôn rồi. Hết thịt xiết rồi, nặng quá ha chú Tâm. Ôi trời ơi, thôi cái đục nó đầy vậy sao cát. Rồi, đúng rồi. Nào, quay cái nè. Rồi. Quá trớn rồi nè mày. Bỏ. Quá trớn anh em. Gì đây? Bữa nó nấu nhậu đâu rượu kéo bếp cũng nằm giống quá hao lý ăn rồi bán cái gì. Đủ tôi đủ bia tôi giọt. Chủ yếu là ghé thằng ca thôi. Quá trời, cái đầu cát không xiết luôn. Thứ nữa hả? Sao mua cái vậy? Mua cái thùng đầu cát 16 triệu mà đổi 3 lần thì chưa xài được. Đổi lấy tiền gửi nó là đồ từ 2% nha. Con nào cũng thấy đẹp quá trời đẹp luôn anh em. Cái lưới này nãy à, em lom xem lại cái video là em không có quay nè anh em. Lưới này lưới thứ ba nha, lưới thứ ba mà tôm còn hải hùng luôn. Nói chung là lái người ta cũng muốn giữ cho cái tôm nó tươi anh chị em, thành ra lưới nó không có đi liền mạch như hôm bữa anh chị em. Nói chung là có một cái thời gian cho lưới nó nghỉ để tôm, lượng tôm ở trên bờ người ta cân xong á thì lưới mới đi tiếp anh chị em. Nói chung là đi lai rai như anh chị em thấy là cái lưới mình đi kéo mà chứ
cái lưới bên đây chưa đi không? Giờ lái vận chuyển cái tôm nó không kịp luôn anh chị em ơi. Anh em ngồi nghỉ luôn, không kéo luôn. Đợi cần cho nó bớt tôm trên bờ dưới đây anh em mới kéo tiếp anh chị em ơi. Cái lưới này là lưới thứ tư nè anh chị em ơi. Đi cũng không nổi bình thường vậy không? Lưới thứ tư anh chị em ơi, chứ còn nhảy sum sum á. Này đi tròn vòng chắc kéo không nổi đâu ha, đi tròn vòng đi, hai thằng này đi sao nổi. Ủa gì Út, cái tôm này của mình là nhiêu con ký gì Út? 30 con hả? Đây con tôm vàng ở trong đây hả? Mấy là cho muốn nha. Đây à. Ôi. Nãy chú mình bắt mấy con có thời có trứng luôn á. Chị em thấy con tôm thẻ này ngộ không? Những ao tôm trúng thường có mấy con tôm này lắm anh chị em ơi. Nó vàng khè. Con này tối này lạ. Hả? Ồ. Đẹp quá ha. Tôm vàng đẻ ra vàng ra tiền. Công nhận lạ thiệt ha. Ăn cái mực cái gì?
ba hai con hả? Tôm vàng đẻ ra tiền nên chị em thấy không nó. Trời ơi. Quá à. Tiền cân ký lô không? Mấy tỷ cho một đống tỷ trong không? Ngoài kia là vẫn còn cân phà phà anh chị em ơi. Nó tôm này bắt chưa nhúc nhích gì đâu. Đi nát ra hả? Đứng bóng nắng luôn anh em ơi. Gạo tôm em thấy con tôm cũng còn khá là nhiều anh chị em. Cái thông tin bên kia thì thông tin bên kia đang cân thì cỡ 3 tấn tôm anh chị em. Ao tôm của tụi em giờ nó đi về cái những cái vỏ tôm cuối cùng anh chị em. Mặc dù ở dưới ao thì vẫn còn kéo nhưng mà cũng như kéo giác thôi anh chị em, vài chục ký. Mình cân hết trên bờ này luôn là mình độ khoảng chừng bao nhiêu ký anh, bao nhiêu tấn này anh? Hết ở trên bờ này nè. 4 tấn mốt à. Bốn tấn mốt tôm chị em ơi, với cái giá mà em tham khảo thì với cái giá tôm này thì mình chắc hơn nửa tỷ anh chị em ơi. Trời cũng nắng dữ lắm rồi nha anh chị em, thấy là người mua người bán nào cũng ngồi dưới nắng nôi cũng cực khổ anh chị em nha. Qua cái video này em cũng chia sẻ cho anh chị em ao tôm của ông Dượng ở gần nhà. Cũng qua cái video này thì em cũng chúc mừng nha, chúc mừng cho bà con rồi trúng mùa hết anh chị em nha, thương lái đồ cân kéo cũng vui vẻ luôn nha. Rồi chào anh chị em, hẹn gặp lại anh chị em trong những cái video lần sau nha anh chị em nha. Pop, pop.